Vừa đây sẽ là hộp của chiếc cam hành trình Evo 4K. Bây giờ thì mình sẽ bóc xin nó ra. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác là bóc một cái sản phẩm không phải là điện thoại như thế này. Và khi mà mình bóc ra này thì mình cũng suy nghĩ nhiều lắm. Không biết bóc ra mà mình làm hỏng nó, mình đèn không biết nó mang về làm cái gì. Như là trước thì mình có làm rớt và hư một chiếc Samsung Galaxy A7 2017, đèn sấp mặt rồi. Đó, và đây thì chúng ta sẽ có bên ngoài là một cái vỏ bằng nhựa. Cùng với đó chúng ta sẽ được bọc một lớp bìa ở đây. Thì chúng ta sẽ có tất cả các thông số về máy. Ví dụ như chiếc máy chúng ta sẽ có 2 pin. Chúng ta sẽ có màn hình LCD 2 inch với cái cảm ứng điện rung. Và chúng ta sẽ có camera với 16 megapixel. Thôi, chắc là chúng ta không lan man về cái vỏ hộp nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ bóc nó ra. Đó, bên dưới này chúng ta lại có một cái hộp nữa, Evo 4K Wi-Fi Cinema. Đâu rồi? Đây. Trong này thì chúng ta lại có một siêu nữa. Nhưng siêu này thì hoàn toàn có thể bóc được bằng tay. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ có rất nhiều phụ kiện được đi kèm theo cái chiếc action cam này. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ có một cái dây để có thể đeo vào cổ tay này. Và đây sẽ là dây sạc của máy. Mình không hiểu năm nay 2017 rồi mà không biết cái hãng này nó nghĩ gì khi mà vẫn mang cho cái chiếc cam hành trình này cái cổng sạc đó là chuẩn mini USB thay vì là chuẩn micro USB như hầu hết tất cả các chiếc cam hành trình đang sử dụng hiện nay. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều đế, tùy theo mục đích các bạn sử dụng thì các bạn sẽ sử dụng chiếc đế này gắn lên nó bảo hiểm hay là gắn vào đâu đó. Nói chung là cái chiếc cam hành trình này chúng ta được chuẩn bị khá là chu đáo. Cái này thì các bạn sẽ gắn cái cam trần lên đây thay vì là chúng ta sẽ để trong một cái hộp chống nước. Ví dụ trong các trường hợp mà các bạn muốn quay trực tiếp không qua một cái lớp màng gì đó, đó. Cái gì trực tiếp nó cũng sướng hơn mà. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có một cái nắp nữa. Cái nắp này nó sẽ mỏng hơn một chút so với cái nắp đi kèm theo cái chiếc máy đang lắp hiện tại. Và lý do vì sao thì một chút nữa mình sẽ giải thích cho các bạn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm một vỏ. Cái này cũng không đeo cổ được, chắc là mình nghĩ chỉ đeo tay thôi. Ở đây cái đế hết rồi, và đây chúng ta sẽ có thêm một quả pin. Và một quả pin nữa thì mình đang lắp trong máy rồi nhá các bạn. Tức là chúng ta sẽ có hai quả pin. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta, trước camera hành trình với mức giá đắt đỏ lên đến là gần 6 triệu đồng. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một thiết kế với vỏ ngoài rất là hầm hố. Và những gì nó mang lại với cái mức giá 6 triệu thì nó còn kinh khủng hơn các bạn nghĩ nhiều. Ở đây thì chúng ta đã có 4 con ốc để có thể là bắt vào cái đế này. Thế nên mình không có đồ để mở ra. Vậy nên là mình sẽ sử dụng cách hợp lý và dễ dàng hơn. Đó là mình sẽ mở cái hộp này ra để mình lấy cam hành trình ra. Đó. Khi mà mình lấy ra thì nhìn nó cũng khá nhỏ gọn. Nó không như những cái gì mà khi mà nó nằm trong cái vỏ bao cao su, bao nhựa như thế này. Đây. Ở mặt trước này các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một số cái điều khiển công tắc. Như là chúng ta có nút bật tắt wifi. Thì cái này sẽ giúp cho chúng ta có thể là view được cái hình ảnh qua chiếc smartphone mà không cần phải xem trên màn hình của máy. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái công tắc nữa đó, chỉnh chuyển qua lại chế độ chúng ta lấy nét trung tâm hay là lấy nét toàn cảnh. Bên dưới thì sẽ có một cái nút đó là GS và gạt sang bên kia là on. Thì đây sẽ là công tắc để chúng ta có thể bật nhanh cái tính năng đó là khi mà chúng ta xảy ra va chạm, chiếc máy chúng ta sẽ tự động ghi lại cái va chạm này. Đây là một tính năng mà mình thấy là cực kỳ hữu ích trong các cái trường hợp mà các bạn không muốn kích hoạt chiếc camera, không muốn ở lúc nào cũng quay, thì các bạn để trên mũ các bạn khi mà các bạn có xảy ra tai nạn mà trên người các bạn chỉ cần xảy ra va chạm mạnh hay là bất kỳ rung lắc mạnh thì lập tức chiếc camera này sẽ tự động ghi hình lại cái cảnh mà chúng ta đã bị gặp ở thời điểm hiện tại. Và sau khi mà các bạn đã ổn định lại rồi, khi mà không có bất kỳ rung động nào nữa thì nó sẽ tự động ngắt và cũng như là tắt camera hành trình chúng ta đi. Bên dưới này thì chắc là mình không cần giải thích nhiều rồi, on và off thì đây chính là nút công tắc để có thể bật tắt được camera. Và phía đằng trước này thì chúng ta sẽ có một công tắc để có thể kích hoạt nhanh cái chế độ quay phim. Bên trên đỉnh của máy thì ngoài cái màn hình chính ra chúng ta có thêm một màn hình phụ, đó là cái dạng màn hình đen trắng có thể giúp cho chúng ta xem nhanh cái các thông tin mà không cần phải lắp thêm màn hình phụ. Vì sao mình lại nói là lắp thêm màn hình phụ? Bởi vì là chiếc camera này của chúng ta có khả năng đó là tháo luôn cái màn hình này ra để có thể giúp cho chúng ta tiết kiệm pin trong cái quá trình sử dụng. Ở bên trên này chúng ta sẽ có thêm hai cái nút nữa, một nút sẽ là kích hoạt nhanh chế độ chụp ảnh và một nút sẽ là dừng lại nhanh cái chế độ quay phim ở thời điểm hiện tại. Bên trên này sẽ có hai đèn báo, một đèn cảnh báo pin và một đèn cảnh báo ở chế độ chúng ta quay phim. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn muốn gắn quả pin lên thiết bị này thì bắt buộc các bạn cũng sẽ phải tháo cái màn hình ra cho mình. Bởi vì nếu như các bạn để cái màn hình ở bên trong thì chúng ta sẽ không thể nào mà có thể là cắm quả pin vào được. Vừa nãy thì mình cũng ngu người mình gắn mãi không được. Mãi sau mình mới phát hiện ra là khi chúng ta phải tháo cái màn hình này ra thì mới có khả năng là gắn được quả pin vào. Mặc dù là nhìn thì nó không có gì đâu, nhưng mà gắn vào là cực kỳ khó. Và bên dưới này chúng ta sẽ có thêm mấy cần gạt làm nhiệm vụ đó là để có thể là giữ cố định quả pin của chúng ta ở bên trong. Đó. Đây mình sẽ thử nhá, mình sẽ lắp quả pin này vào cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử kích hoạt chiếc camera hành trình này lên cho các bạn xem nhá. Để xem là với cái mức giá của chiếc camera này thì chúng ta sẽ nhận lại được những cái gì. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình đó là 2 inch với độ phân giải là mình nghĩ là 360p, không đến được 480 nữa. Nhìn nó khá là rỗ nhưng mà các bạn yên tâm là những gì mà cái camera này mang lại trên màn hình này là
để cho chúng ta được tiết kiệm pin hơn, thay vì là phải sử dụng một màn hình LED mà cũng chả làm gì. Bởi vì các bạn biết rồi, khi mà chúng ta cái này chúng ta chỉ view qua một chút thôi chứ chả ai xem như trên cái màn hình này. Bởi vì thậm chí chúng ta đã có thêm một cái cổng HDMI để có thể là xuất hình ảnh lên TV hay là bất kỳ cái màn hình máy tính nào có hỗ trợ chuẩn HDMI này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phím chức năng để có thể là zoom to hay là zoom nhỏ cái màn hình của chúng ta, hay là ở đây chúng ta có thêm một cái phím để có thể cài đặt. Trong đây chúng ta có các tùy chọn về quay phim, về chụp ảnh, về cài đặt các thứ. Thì về chế độ quay phim này mình sẽ nhấn mạnh, bởi vì là chiếc camera này chúng ta sẽ được hỗ trợ lên độ phân giải là 4K. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ có ở đây là 1080p, và khi mà mình chọn vào bên trong, chúng ta được quay với cái độ phân giải cao nhất 1080p với 60 khung hình trên giây. Thực chất là nó chỉ có 50 frame mà thôi, nhưng mà ở ngoài kia thì nó ghi 60. Nó cũng giống như cái máy ảnh của mình này, ở bên ngoài rõ ràng ghi 60, ở bên trong chỉ có 50 frame. Nhưng mà 50 frame cũng đủ để chúng ta trải nghiệm những cái hình ảnh mượt mà nhất trên cái camera này mang lại. Ở trên đây khi mà các bạn bấm lên thì chúng ta sẽ có cái độ phân giải về 2.7K, 4K về ở tỷ lệ 16:9 hay tỷ lệ 17:9. Với cái tỷ lệ 17:9 này thì mình nghĩ là nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái smartphone, đó là chiếc Samsung Galaxy Note 8 mình đang sử dụng. Với cái chuẩn màn hình là 18:9 thì gần như là cái hình ảnh khi mà xuất lên cái điện thoại này của mình thì nó sẽ gần như được full màn hình, nhưng nó không như cái tỷ lệ đó là 16:9. Và với cái chuẩn 4K 16:9 hay 17:9 thì chúng ta sẽ chỉ quay mắc được là 15 khung hình trên giây mà thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái trải nghiệm nó khá là giật lắc khi mà quay phim trên chiếc máy này ở độ phân giải là 4K. Nhưng mà với 2.7K thì chúng ta lại có một cái chất lượng hình ảnh cũng khá là ok khi mà nó có thể quay được đến 27 khung hình trên giây. Và thậm chí khi mà các bạn chuyển sang cái chế độ quay đó là 720p thì chúng ta có thể quay mắc đến là 100 FPS trên giây. Các bạn không nghe nhầm đâu, 100 FPS trên giây. Nhưng mà rất tiếc là 100 FPS trên giây này nó sẽ hỗ trợ chúng ta quay đó slow motion. Và sau đây thì mình sẽ có một số đoạn video mình quay trực tiếp bằng chiếc camera này cho các bạn xem. Các bạn có thể xem và trải nghiệm về hình ảnh, xem là trên cái camera này chất lượng của nó như thế nào thì các bạn sẽ tự đánh giá nhá. Và như ở đầu video mình đã nói, đó là chúng ta sẽ có thêm một cái nắp khá là mỏng. Và cái nắp đó để làm gì? Đó là khi mà các bạn để cái màn hình này của chúng ta lắp vào trên chiếc máy thì nó sẽ dày ra một chút, bởi vậy chúng ta sẽ phải dùng một cái nắp hơi dày một chút ở đây. Và khi mà các bạn đã tháo cái này ra rồi thì tất nhiên nếu như các bạn để nguyên cái máy của chúng ta như thế này thì nó sẽ rất là lỏng lẻo khi mà chúng ta sử dụng camera. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ bị lỏng lẻo. Thế nên là ở đây chúng ta sẽ được tặng thêm một cái nắp nữa, nó mỏng hơn một chút để chúng ta có thể là lắp chặt vào cái này. Và tất nhiên trên chiếc nắp này chúng ta cũng có một cái gioăng cao su ở đây giúp cho chúng ta chống nước hiệu quả hơn. Và các bạn yên tâm là khi mà các bạn có mang cái này xuống dưới biển đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không dễ dàng bị chết hẻo như trên các thiết bị smartphone có tiêu chuẩn chống nước IP68 hay 69 đâu. Và đó là bài chia sẻ nhanh của mình về chiếc cam hành trình EVO 4K. Và chiếc camera này hiện tại đang có mức giá bán khá là tốt tại Itomobile. Chứ với mức giá khoảng tầm sấp xỉ 5 triệu, các bạn có thể là sở hữu cho mình một chiếc camera với chất lượng độ phân giải 4K cực kỳ cao. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Itomobile. Xin kính chào, hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau.